Dạ vâng, xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại kênh của mình Vũ Audio. Các bác thân mến, các bác hãy nhấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất được cập nhật hàng ngày. Đêm nay thì một cặp loa thương hiệu JD Tây Ban Nha, cặp loa cuối cùng trong lô loa JD của em thì đây là cặp cuối cùng hết hàng rồi các bác nhé. Cặp loa JD hết hàng rồi, em chỉ còn những cái mẫu loa khác thôi. Cặp này test cho anh Lợi, có địa chỉ tại Long Thành, Đồng Nai. Hiện tại loa này em đang bán cái mức giá là 11.600.000 tại cái thời điểm này. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 lịch dương nhé. Cũng sắp đến Tết rồi các bạn, quay đi quay lại là cũng đã hết một năm. Ở trong cái tầm giá ví dụ như là 11.600.000 này thì nói thật các bác là cái dòng loa này khá là ok. Có những nơi người ta bán mức giá tầm hơn 13 triệu tại thời điểm này. Với cái mức giá đấy thì nói thật các bác là hơi cao. Tầm tiền hơn 13 đến hơn 13 triệu thì các bác có rất là nhiều những cái lựa chọn khác. Nhưng mà cái tầm tiền hơn 11 triệu thì các bác chơi được. Đấy. Nên khi bác nào mà đã có ý định đấy, mà muốn sở hữu, muốn trải nghiệm chơi những dòng loa JD như thế này. Con này model là PA12 cộng nhá. Thì các bác phải nên cân nhắc tìm hiểu cho thật là kỹ. Đấy. Cái tầm tiền hơn 11 triệu thì các bác có thể mua được, nhưng mà với cái tầm tiền tầm 13 triệu hoặc là 12 triệu đổ lên là nói thật các bác là hơi đắt. Đấy. 12 triệu rưỡi, 13 triệu hay 13 triệu rưỡi thì quá là đắt. Đấy. Đây em đang ghép một con vang Putin. Con đẩy STV Dual LA máy 600. Làm bài cho nó rực rỡ nhỉ. Đây chỉ có test nhanh một đoạn nhé. Test nhanh một đoạn xong đóng gửi cho các bác kỳ chơi Tết. Cũng chỉ còn tháng nữa thôi đã Tết rồi các bạn. Nên các bác có nhu cầu sắm sửa mua bán gì thì các bác cứ sắm sớm sớm đi. Không phải sát Tết quá thì hàng nó không có mà lại không lựa chọn được cái nào nó ưng ý. Bây giờ thì vẫn sớm cho các bác chơi. Bay gì ra nhỉ? Không có cái bài gì, bài tủ để mà hát cho nó rực quá nhưng mà dỡ ấy. Chắc là sắp tới là phải luyện mấy bài để thỉnh thoảng hát hò tí các bạn. Cứ làm đại bài đi, làm đại bài cho nó rực rỡ rồi. Chiều buồn liên lạc biển vắng mênh mông năm tháng mình ta mấy trên cao mênh mông trên trời và theo gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ ngày nào mình tình cờ quên nhau và đến bên nhau muốn quên thời gian quên với bao lo buồn đau với những số lắm ngoài em với anh như con thuyền đi mang đầy trời thân sông dương ngoài khơi trôi đi chơi bao nhiêu niềm đau đã vây kín trong lòng nếu đã có những đông lúc em biết rằng dù đã xa xa thân xa em phải vô lời hát đoạn đóng hàng không muộn này. Vốn dĩ cái môn hát hò này phải có tí đục men miếc và bia bọt thì nó mới lên được. Rồi, cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi clip. Clip này thì em cũng xin được ngắn gọn tại đây. Xin cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.